Quý vị, đến hết ngày 3 tháng 5, 100% địa phương tại huyện Long Điền đã hoàn tất công tác niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên tại 106 khu vực bỏ phiếu, đảm bảo đúng luật và tiến độ về bầu cử. Trong thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện Long Điền đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo danh sách được phân bổ, địa bàn quyền Nông Điền có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 16 ứng cử viên đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh, 54 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền và 326 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử những người ứng cử tại các địa điểm bỏ phiếu, các đơn vị bầu cử sẽ thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân theo dõi theo đánh giá các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn quyện đông điền đều được bố trí tại những nơi thuận lợi khang trang rộng rãi chủ yếu là trụ sở các băng ấp khu phố trung tâm văn hóa học tập cộng đồng trường học danh sách và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết rõ ràng giúp cử tri và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu